Chào bạn, hiện tại thì mình đã đến nhà của bé Nguyên Phương ha. Giờ mình sẽ tới. Dạ, chào cô. Dạ. Cô hôm nay á, thì con thay mặt mọi người, tại vì có các bạn mình quyên góp để mà để tiền để phụ giúp gia đình đó, thì con xin gửi cô ha. Như cái này là số tiền đợt một nha. Số tiền này á, là mình kêu gọi mọi người á, từ tối 26 tháng 10 cho tới trưa 28 tháng 10 2019, tổng cộng số tiền là 15.950.000. Dạ, cô mở ra cô đếm giùm con luôn nha, tại vì không Được rồi. không cô cơ đưa đếm, tại vì cho mọi người biết ấy á, tại vì con nhiều người ta quyên góp người vài chục hay 100 200 cũng có, nên con còn ở đây là danh sách ha. Danh sách thì mình có ghi hết đây, có những cái ô bỏ trống á, là có những bạn á, mình gửi nhưng mà bạn đó muốn giấu tên nên mình sẽ để trống nha. Đây, đây là tổng cộng là 15.950.000. Dạ, vậy là đủ hả cô? Đủ là 15.950.000 ha. Rồi. Dạ, rồi còn cái này là của bạn Nhân ở ngay shop là Lan đường Nguyễn Trãi. Bạn này là bạn gửi cho bé là 1 triệu. Cô mở ra cô xem con ha. Cô kiểm tra lại con. Dạ đúng rồi. Lâu quá con không Dạ, mở cô cứ lấy được. ra cô ấy. Dạ, rồi đây là 1 triệu nha các bạn. Từ gói mà đến nỗi số điện thoại mình cũng không nhớ. Dạ. Dạ, rồi còn đây á, là của cửa hàng điện thoại iPhone 168 ở đường Nguyễn Trãi. Đây, ở đây là gửi cô là 500 ngàn, đó cô mở kiểm tra một con ha. Rồi, 500 ngàn các bạn. Dạ. Gửi lại, cô gửi lại cảm ơn tất cả mọi người nha. Dạ. Cá giúp đỡ dù có người nào chỉ Dạ. bận dùm. Dạ, rồi còn còn đây á, thì con tặng cho bé con, cái này là đồ chơi với lại một ít bánh kẹo đồ ha. Dạ. Rồi. Có sức khỏe hơn. Có sức khỏe hơn là uống sữa. Có sức khỏe thì em sẽ mau hết bệnh uống hơn. Sữa hoài sao được, bữa hổm ăn được Dạ. cái nó khỏe lại cũng Dạ. đi mấy nữa mà ăn cũng được. Gán đi. Tối ăn hả? Gán được. Thì hay từ từ, con nhăn được thì con nhả được, từ từ nhả ít thôi. Gán em ăn được bao nhiêu, đổ bao nhiêu? Ăn ít thôi. Có sức khỏe sẽ mau ấy. Nuốt thôi còn đừng nhai nha. Gán gán vui lên. Đừng đừng khóc. Cô này mình không ấy nhuyễn ra tí nữa cho dễ đó cô. Dạ nuốt được mà ha. Dạ. Có gần ấy cao hơn cô. Dạ. Cô hỏi lấy cái muỗng nhỏ cô, tại muỗng mình thấy bự quá mà nó không vô. Dạ dạ gán ăn, em ăn sẽ có sức khỏe hơn. Ừ. Ăn sức khỏe hơn. Ừ. Gán hơn. Em ăn em khỏe sẽ không còn đau nữa. Thôi đừng có khóc, khóc đâu. Con nuốt thôi. Sao con khóc là nó căng cái hàm ra là con nuốt không được luôn á. Đừng có khóc. Đau.
Tại cô biết đỡ cô cái chiều nãy cho cái ăn cái đó nó như cháo nó bổ dưỡng á. Rồi mình có cần dựa gì không cô? Không, nó cứ ngồi vậy đó. À dạ. Nhưng mà thờ thì nó mỏ chứ. Cái lu á, cái tay nó kéo cái tay nó lại chị. Không được chị. Đau. Đó, dạ. Tại nước, tại nước mà cô, nước nó không ăn cũng được. Nhưng mà có dinh dưỡng nên đỡ hơn không? Tại vì mềm á, không ăn thịt nha. Dạ. Ăn được. À dạ nha, không được. Tối này mệt quá ăn được con chén. Không hết tô phở. Chủ yếu là mình cho uống súp cái gồm ăn thêm này sandwich. Dạ. Con đuối nó mẹ, con thấy cái gì là đem quen ở bên súp ông ngoại nè, nó là gì thâu chứ ai. Cô bên bên đây con, dính bên đây nè con, dính bên mẹ nè, dạ đúng rồi. Cái chỗ con tắm mà chỗ con tiếu đó, cái chỗ nó ái ăn đuối chút gì đó. Cái là con đem qua bên nhà gì thâu thì hai em bảnh á. Cái này là cái chân có cái ảnh. Em bé đây, cưng là con gái của mẹ mà. Dạ bà nói con gì đó cũng là con của mẹ. Dạ đúng rồi. Nè, coi mọi người coi em bé Phương nè. Nằm gối không chịu giờ nhõng nhẽo nằm lên đùi mẹ mới chịu nè. Phương cười với mọi người tí nha. Đúng rồi, vui lên. Đúng rồi, mọi người thấy bé Phương cười đẹp mà ha. Dạ rồi, thì giờ con xin phép con hỏi thăm cô một xíu ha. Là con xin phép con hỏi về cái bệnh của bé. Sau khi sanh mà nó bệnh thì cũng không đúng. Tại sao khi mà nó thời gian nó sanh thì nó không 2 năm đó nó không đi tầm soát. Dạ. Thì khi mà nó phát bệnh ra là thấy là đi tầm soát là nó dính. Dạ. Tại vì bác sĩ dặn mình mỗi năm mỗi đi. Dạ mỗi năm mỗi đi. Nhưng mà từ khi bé Phương sanh ra bé tên gì cô bé con á? Dạ, sanh bé Như Ý. Mà trong 2 năm sau khi sanh xong á thì bé không có đi kiểm tra lại. Đó. Chứ thường là bé sẽ đi kiểm tra mỗi năm một lần. Giờ tới năm thứ 3 đúng không cô? Năm thứ 3 thì mới phát. Nó phát bệnh hồi năm tháng 6 năm 18 á. Thì cũng đi đúng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà qua Tết rồi, qua Tết này nè. Rồi tới tháng 2, tháng 3 là bắt đầu nó nhức hai cái hàm. Dạ. Lúc trước là cũng nhức cái hàm rồi, nhưng mà bác sĩ cho thuốc uống thì cũng khả quan lắm, cũng đỡ lắm. Dạ. Rồi tới tháng 2, cái sau tự nhiên nó nhức cái tay trái á. Dạ. Nhức lắm, rồi lên trở bác sĩ khám rồi càng ngày uống thuốc rồi càng nhức nhức, bác sĩ cho chích. Nhiều quá bác sĩ cho chích. Rồi bác sĩ nói là như này là chỉ đau đó rồi chích thôi, uống thuốc, để uống thuốc đặc trị. Dạ. Của cái bệnh của nó, bệnh nó rối loạn chuyển hóa đồng. Dạ. Thì điều trị thì bác sĩ về điều trị lấy thuốc mỗi tháng rồi che về nhà thôi. Nếu như khi nào mà nó đau thì bác sĩ chích thôi. Dạ. Bác sĩ nói thì điều trị lâu dài. Dạ. Dạ, vậy là có thuốc đặc trị riêng. Dạ. Vậy là mình chỉ cần dùng thuốc thôi mà không cô? Như bác sĩ nói là mình sẽ chỉ cần dùng thuốc thôi và tập thêm vật lý trị liệu. Nhưng mà hiện tại á là cô đi bệnh viện ở đâu cô? Đại học Y Dược. Dạ. Cô thì ấy thuốc trên Đại học Y Dược để trị cho bé.
thì như có bạn nào á, nếu mà có biết cái bệnh này và biết bác sĩ hoặc là thầy nào mà có thể trị được thì các bạn có thể giới thiệu giúp mình nha, để mình ở lại với gia đình, để gia đình xem đưa bé đi trị coi sao. Thì cũng đang điều trị cho bác sĩ, đó là cũng biết với bệnh bác sĩ. Dạ. Thì cũng có mình bác sĩ này ở đây học việc là bệnh trị cái bệnh này. Thì có mấy người là dạ. Bác sĩ Trần Ngọc Tài. Dạ, là bác sĩ Trần Ngọc Tài. Dạ. Và ông là bác sĩ đó là chuyên điều trị cái bệnh này. Dạ. Chuyên trị về cái bệnh này. Dạ. À, cô cho con xin phép hỏi cái vấn đề này, nó hơi tế nhị một tí. Đó là bé của người anh và dạ, cũng bị mắc bệnh. Dạ. Mắc bệnh như vậy. Dạ. Nhưng mà anh nó thì trễ quá. Dạ. Rồi lên cũng trị ở đại học y dược á. Dạ. Rồi cũng đeo cũng cho thuốc về uống thôi. Rồi lúc thời điểm đó cũng không có điều kiện để đi khám. Dạ. Tới khám lui. Rồi cũng mà lấy cái to thuốc đó uống hoài vậy đó. Rồi tới chừng một năm mấy tháng mà cháu. À. Dạ. À, vậy là hồi trước á, là anh của bé á, là cũng bị mắc bệnh, nhưng mà khi mà lên đại học y dược, nhưng mà tại thời điểm đó thì gia đình cũng khó khăn nên không có đủ tiền, chỉ lấy tiền để mà cầm chừng thôi, mua thuốc để cầm chừng và giảm đau đó, nên nhưng bé mà, lúc đó nằm ở chỗ nó cũng 20 ngày, 20 mấy ngày. Dạ. Thì bác sĩ cũng nói là về nhà uống thuốc thôi, rồi khi nào đau cũng chích, anh nó cũng chích. Dạ. Thuốc đó. Ừ. Mà về thì cũng có phục hồi rồi là... Tại dạ. Quá nặng rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì mình phát triển không, mình đi điều trị trễ. Ừ, nếu mà biết. Phát hiện sớm thì mình sẽ điều trị sớm. Dạ. Lúc đó là không biết, không ai biết được cái bệnh này. Dạ. Thì bây giờ thì gia đình tôi thì cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tận tình giúp đỡ cho gia đình tôi với bé để vượt qua cái bệnh tật khó khăn này, để điều trị cho bé mau hết bệnh. Dạ, cảm ơn tất cả. Tạm thời thì mình ngưng clip tại đây nha. Rồi mình cảm ơn mọi người, và mọi người có thể giúp đỡ, có thể đến trực tiếp. Thì mình có up một cái clip dẫn đường vào đây rồi, thì các bạn có thể đến trực tiếp để hỗ trợ và xem hoàn cảnh của bé như thế nào. Còn có một số bạn không đi được thì có thể chuyển khoản qua số tài khoản của mình, thì mình có để trong bài viết. Không cần mà nhiều đâu, ví dụ mà mỗi người có lòng là được, 50.000 hay 100.000 mình vẫn nhận. Vậy các bạn thì cứ thoải mái đừng ngại nha, thì cô ít nhưng mà lòng nhiều, mà nhiều người gom lại thì sẽ thành bảo. À, bây giờ mình cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bé. Hẹn gặp mọi người lại trong clip sau. Clip sau thì mình sẽ gom những cái tiền mà mọi người quyên góp á, sẽ vào đợt 2. Còn đây là đợt 1 mình gửi cô trước. Rồi, cảm ơn mọi người. Dạ rồi, cảm ơn cô.